Hello cả nhà, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trần Vlog. Thì cả nhà ơi, coi như là hôm nay là chờ ở đây mưa khá là lớn cả nhà, và hôm nay mình cũng không biết mình có đi quay được hay không. Hiện giờ thì mình đang đi vào cái khu, trong cái khu mà có căn nhà hoang mà hôm trước, những lần trước là mình cũng có quay một hai tập rồi. Thì cái căn nhà hoang mà bỏ người ta dỡ đi, bỏ nhà ra đi, còn chỉ còn có cái giường không cả nhà. Với lại trong cái nhà hoang nó có một cái gò mối cũng khá là lớn. Thì những cái lần trước đó mình quay thì mình cũng thấy là tâm linh cũng khá là mạnh. Cho nên hôm nay mình quyết định trở lại căn nhà hoang đó để mình đặt camera xem thử như thế nào cả nhà. Thì bây giờ mình cùng đi thôi cả nhà. Thì bây giờ mình đi cả nhà. Thì hôm nay mình cũng nói luôn cả nhà, coi như là hôm nay là chờ mưa. Ở đây mưa khá là lớn cho nên mình không biết một chút mình có quay được hay không. Với lại hôm nay mình đi cũng rất là sớm cả nhà. Hôm nay mình đi 9 giờ mình đi rồi. Tại vì chờ hôm nay mưa giông cho nên mình đi hơi sớm. Đây, đó rồi. Đây là cái đường vào cái căn nhà hoang này cả nhà. Thì mình thấy ở đây thì hôm nay thì dông mưa, những cái ngọn tràm ngã nghiêng hết cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ vào đây để mình đặt camera cũng y như cái hướng này, nhưng mà mình sẽ đặt ngắn thôi nha cả nhà. Thì ok, bây giờ mình xin tạm ngưng camera đây để mình đặt camera cả nhà. Thì cả nhà ơi, nãy giờ Nguyên Trần đã chuẩn bị coi như là bánh với lại nhang đèn. Bây giờ mình sẽ đến đó mình đốt đèn cầy và thắp nhang cả nhà. Thì chờ hôm nay mưa lâm râm cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ, mình thấy cái đồ sáng cũng khá là ok cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cả nhà. Thì hôm nay mình đi quay vô tình là coi như là bị trời mưa cả nhà, nên cũng khá là cực khổ. Giờ mưa lâm râm rồi cả nhà, nhưng mà mình cũng cố gắng để mình đặt cái nơi này. Thì cái nơi này là nói chung thì mình cũng đã quay cũng nhiều tập rồi, nó khá là linh thiêng cả nhà, cho nên mình đã đi vào đây thì mình phải dán cố gắng. Thì ok, mình đi ra cũng khá là xa cả nhà. Bây giờ mình xin tắt camera này để chuyển qua camera bên kia cả nhà.
Thì mình ngồi đây nãy giờ cũng khá lâu cả nhà. Thì bây giờ chắc mình đi vào trong đó cả nhà. Hôm nay mưa ướt mình rồi cả nhà. Thì bây giờ mình đang tới cả nhà.
Thì cả nhà nãy giờ mình ngồi ngoài kia, mình cũng không biết ở trong này nó có hiện tượng gì hay không cả nhà. Thì mình đến mình kiểm tra nhan đèn và bánh cả nhà. Thì hôm nay mình thấy nhan đèn và bánh thì cũng bình thường, không có gì thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip đây. Mình chúc cả nhà có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt cả nhà.